Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định chung do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ bão số 4. Các tỉnh miền Trung có mưa rất to, cụ thể khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Thanh Hóa, Nghệ An cũng có mưa to, vài nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Tuy nhiên, từ ngày mai, mưa lớn giảm dần, Bắc Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa. Còn Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam cường độ mạnh, nên trời nhiều mây, có lúc mưa rào nhiều nơi, một số thời điểm mưa vừa, mưa to đến rất to. Đề phòng ngập úng cục bộ do mưa lớn tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.